V-League bước đệm hồi sinh đội tuyển Việt Nam. Khi mà các tuyển thủ Việt Nam đồng loạt ra sân ở V-League, đồng nghĩa với việc ông Kim Sang-sik sẽ sớm có được cái nhìn tốt hơn để lựa chọn cầu thủ phù hợp cho tuyển Việt Nam. Lấy lại được phong độ, vòng quay V-League đã trở lại cuối tuần qua với loạt trận mở màn mùa giải 2024-2025 diễn ra ngày 14 và ngày 15 tháng 9. Từ giờ đến AFF Cup 2024, V-League sẽ khởi tranh liên tục, chỉ nghỉ có 2 tuần theo lịch của FIFA đây. Đây là thay đổi lớn của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua khi không còn những đợt tập trung đội tuyển dài hạn lẫn vào lịch thi đấu của V-League. Mà sân chơi bóng đá trong nước sẽ được ưu tiên, còn đội tuyển quốc gia chỉ tập huấn trước giải lớn hoặc hội quân đã giao hữu đúng lịch quốc tế. Từng có giai đoạn, V-League nhiều lần ngắt quãng khi đội tuyển quốc gia, thậm chí là U23 tập trung. Việc dồn lực như vậy nhằm phục vụ giai đoạn phát triển nóng của đội tuyển Việt Nam, đổi lấy thành tích ngắn hạn. Tuy nhiên về tầm nhìn dài hạn, giải vô địch quốc gia mới là gốc rễ nền bóng đá, khi nó giúp cho các cầu thủ duy trì được thể lực và nâng cao cả trình độ. Do bóng đá Việt Nam không còn cầu thủ nào xuất ngoại, nên lúc này V-League đóng vai trò sống còn để cho ông Kim Sang-sik tái thiết lại đội tuyển. Tầm quan trọng của V-League đã được nhìn thấy ở đợt tập trung gần đây nhất, do cầu thủ Việt Nam chỉ tập chay suốt 2 tháng ở thời điểm chuyển giao giữa hai mùa giải nên phong độ đi xuống rõ ràng. Ngược lại, các cầu thủ Thái Lan bước vào mùa giải Thái League từ đầu tháng 8 nên có sẵn cảm giác bóng và cả nền tảng thể lực rất tốt. Dễ dàng lấn lướt và cả 9 thắng. Nỗi lo của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ vơi bớt khi mà V-League trở lại, với các trụ cột đội tuyển đều chơi ổn ở vòng đấu mở màn. Tiến Linh lập cú đúp giúp cho Bình Dương lấy trọn được 3 điểm, Quang Hải kiến tạo cho Leo Atert lập công. Tuấn Hải chơi xông xáo hay các nhân tố khác không in dấu giày vào bàn thắng, nhưng phần lớn là đá trọn trong 90 phút. V-League sẽ thi đấu liên tục đến vòng 4, chưa kể là các đội tuyển Công an Hà Nội và Nam Định còn thi đấu ở giải quốc tế, trước khi đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại vào tháng 10. Thầy trò ông Kim sẽ đọ sức với Ấn Độ và Liban ở sân Thiên Trường với luồng sinh khí mới. Nhân tố mới. Tôi muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trung và mới mẻ hơn, họ là tương lai của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik từng có những chia sẻ ngay trước thềm trận đấu giao hữu tháng 9. Sau đó chỉ có Văn Trường và Vĩ Hào được trao cơ hội. Còn lại lực lượng chủ chốt vẫn là lứa kinh nghiệm từ thời ông Park Hang-seo và Philippe Chu-se. Ông Kim Sang-sik thì ưu tiên tập trung ở các cựu binh hai đợt gần nhất. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý do bởi ông chỉ mới quan sát V-League tại giai đoạn nước rút mùa giải trước, khi mà phần lớn các đội ưu tiên sử dụng và dồn bóng cho ngoại binh hoặc là cầu thủ đã có kinh nghiệm. Thay vì mạo hiểm những nhân tố mới, ông Kim cũng muốn trực tiếp nhìn nhận và đánh giá cả thái độ, động lực của lứa cũ, trước khi quyết định có nên tiếp tục sử dụng ở đội tuyển Việt Nam hay không. Qua gần một tháng tập luyện cùng 4 trận đấu, cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Genborg Hindamoto có lẽ đã tìm được câu trả lời. Đợt giao hữu tháng 10 là cơ hội cuối để cho ông Kim kiểm tra được năng lực cầu thủ, bởi vậy mà sẽ có những nhân tố trẻ được trao niềm tin. Tín hiệu vui cho ông Kim là một số đội bóng đã mạnh dạn trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Thế Công Viettel, còn có câu lạc bộ Công an Hà Nội hay Bình Dương. Đây là bước đệm để lứa trẻ chủ yếu sinh năm 2002-2003 chiếm vị trí tại câu lạc bộ và lọt vào tầm ngắm của bảng huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Kỷ lục trong ngày ra mắt của cầu thủ trẻ 2008 Trần Gia Bảo cho thấy V-League sẵn lòng chào đón những cái tên tài không đợi tuổi. Thành công bước đầu của lứa U16 Việt Nam thắng cả U16 Nhật Bản và Uzbekistan cho thấy bóng đá Việt Nam không thiếu hạt giống tiềm năng gieo trồng ở V-League và đan cài ở đội tuyển quốc gia thế nào cho hợp lý là bài toán đòi hỏi chiến lược tổng thể của nền bóng đá, trong đó vai trò của câu lạc bộ và giải vô địch quốc nội cần thể hiện rõ ràng hơn. Bóng đá Việt Nam thua xa các nước trong khu vực về xuất ngoại cầu thủ. Công Phượng thất bại ở Nhật Bản khiến cho bóng đá Việt Nam không còn cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài và thua xa các nước trong khu vực Đông Nam Á. Vùng trắng ở đấu trường quốc tế. Trước đây dù không nổi bật nhưng thời điểm nào bóng đá Việt Nam cũng có cầu thủ xuất ngoại thi đấu cho các câu lạc bộ nước ngoài. Năm 2001, Lê Huỳnh Đức khoác áo câu lạc bộ Li Fan Trùng Khánh theo hợp đồng cho mượn từ câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu thủ Lương Trung Tuấn khi bị cấm thi đấu ở Việt Nam cũng tìm được bến đỗ khoác áo câu lạc bộ Cảng Thái Lan năm 2003. Tỷ đạo Nguyễn Việt Thắng cũng đến với châu Âu đá cho câu lạc bộ Porto B năm 2005. Tiếp đó, tiền đạo Lê Cung Vinh có 2 lần xuất ngoại thi đấu cho câu lạc bộ Leosoy SC của Bồ Đào Nha năm 2009 và Hokkaido Consadole Sapporo năm 2013.
Xu hướng của bóng đá Việt Nam xuất khẩu cầu thủ chính thức đã nở rộ từ cuối năm 2025 khi mà đám trẻ của Bầu Đức bắt đầu trưởng thành. Bầu Đức đã đưa Công Phượng và cả Tuấn Anh đến Mito Holyoke FC, Yokohama FC, Xuân Trường thi đấu quân cho Incheon United theo các bản hợp đồng cho mượn. Đó là một phần trong giấc mơ cầu thủ Việt Nam chơi bóng tại các câu lạc bộ nước ngoài mà Bầu Đức dày công đầu tư cho Học viện bóng đá. Sau đó, Hà Nội cũng đã tạo điều kiện để cho Văn Hậu thử sức tại câu lạc bộ Heerenveen của Hà Lan. Mùa 2019-2020, Quang Hải tự tìm đường sang Pháp khoác áo Pau FC. Đến tháng 1 năm 2023, Văn Toàn đến với Seoul Elan FC và Công Phượng đến với Yokohama FC theo hướng chuyển nhượng tự do. Văn Toàn trở về Việt Nam hồi tháng 9 năm 2023 sau một mùa bóng có 9 lần ra sân với 388 phút thi đấu. Đến ngày 15 tháng 9, Công Phượng chính thức chia tay Yokohama FC với chỉ có 3 lần ra sân tại Cúp Hoàng đế sau 2 mùa bóng ở Nhật Bản. Đây là lần thứ 4 Công Phượng thử sức ở nước ngoài không thành công, cũng là thất bại chung của giấc mơ bóng đá Việt Nam xuất khẩu cầu thủ. Thống kê của trang Targetman lấy nguồn từ Soccerway về cầu thủ thi đấu ở top 80 nền bóng đá hàng đầu thế giới cho thấy Việt Nam không còn một cầu thủ nào. Điều này khiến chúng ta thua cả Lào và Myanmar, Malaysia, Timor-Leste khi mỗi nước có 2 cầu thủ, đồng thời bị các nước khác bỏ xa bởi Philippines có 22 cầu thủ, Indonesia là 21, Thái Lan 12 cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Đa số những chuyến đi đều thất bại. Tính đến lúc này, có thể thấy các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu đa số đều không thành công, ngoại trừ trường hợp của thủ môn Văn Lâm khi khoác áo câu lạc bộ Muang Thong United của Thái Lan. Không chỉ có thất bại về chuyên môn mà cầu thủ Việt Nam cũng không thu được nhiều lợi ích khi mạo hiểm đem chuông đi đánh xứ người. Công Phượng được xem là có thu nhập khá nhất, cũng ghi nhận được 200.000 đô la mỗi mùa, tức là khoảng 5 tỷ đồng khi thi đấu ở Nhật Bản. Ở câu lạc bộ Pau FC, Quang Hải nhận khoảng 100.000 đô la mỗi mùa, tức là khoảng 2,5 tỷ đồng. Con số này thua xa mức Công Phượng đang yêu cầu là 24 tỷ đồng cho 3 năm chơi bóng ở câu lạc bộ thuộc giải hạng nhất của Việt Nam. Tương tự khi trở về Việt Nam, thu nhập của Quang Hải ở câu lạc bộ trong nước cũng cao gấp 3 lần so với thi đấu cho Pau FC. Ngoài ra, rủi ro đến từ rào cản văn hóa cũng là nguyên nhân khiến cho cầu thủ Việt Nam chưa có được sự thành công khi đá ở nước ngoài. Bên cạnh đó, họ khó hòa nhập trong môi trường cạnh tranh chuyên nghiệp. Khác với bóng đá nam, bóng đá nữ Việt Nam có tiền đạo Huỳnh Như xuất ngoại thành công khi cô thường xuyên đá chính và ghi bàn trong 2 năm thi đấu cho Lan FC ở Bồ Đào Nha. Huỳnh Như là người đi tiên phong cho bóng đá nữ, nhưng cô có được thành công nhờ vào mặt bằng chung của bóng đá nữ Việt Nam không thua quá xa so với các nền bóng đá nữ. Indonesia nhập tịch thành công hai ngòi nổ châu Âu, dấu chấm hết cho cầu thủ bản địa. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã thông báo nhập tịch thành công Miles Higer và Eliano Reziner. Bộ đôi này sẵn sàng góp mặt ở hai trận đấu vòng loại World Cup tháng 10. Theo chủ tịch PSSI Erik Thohin, các đội tuyển bắt đầu đăng ký cầu thủ cho hai trận đấu vào bảng C ở vòng loại 3 bảng World Cup 2026 khu vực châu Á. Vào tháng 10 năm 2024, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 9 năm 2024. Hiện tại, quá trình nhập tịch của Miles Higer và Eliano Reziner đã bước vào giai đoạn cuối. Cả hai chỉ có chờ đợi Tổng thống ký xác lệnh là thực hiện lễ tuyên thệ công dân Indonesia. Trên thực tế, cơ quan chức năng đã chuẩn bị lễ tuyên thệ của Miles Higer và Eliano Reziner tại Đại sứ quán Indonesia ở Den Haag của Hà Lan. Theo bản kế hoạch, cả hai người có thể không có thời gian đến Indonesia nên buổi lễ sẽ thực hiện tại địa điểm thuận tiện nhất. Đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ có hai chuyến làm khách vô cùng khó khăn vào tháng 10. Họ sẽ đấu với chủ nhà Bahrain trong lượt trận thứ 3 của bảng C tại sân vận động quốc gia Bahrain ngày 10 tháng 10 và đội tuyển Trung Quốc tại sân vận động Tam Đảo. 5 ngày sau đó, tất cả đều trông chờ vào màn ra mắt của Miles Higer và Eliano Reziner. Miles Higer là một trung vệ đầy tiềm năng, năm nay mới 23 tuổi, nhưng Miles đã là trụ cột tại FC Twente. Anh đã thi đấu tổng cộng là 6 trận từ đầu mùa, gồm 4 trận ở giải vô địch quốc gia và 2 trận tại vòng sơ loại Champions League. Trong khi đó, Eliano Reziner là cầu thủ tấn công đa năng, đang thi đấu cho Zwolle tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Anh đã ra sân ở 5 trận đấu kể từ đầu mùa. Huấn luyện viên Shin Tae-yong thì sẽ có trong tay thêm 2 nhân tố chất lượng tại V-League World Cup. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ khiến cho nhiều người lo ngại các cầu thủ bản địa tại Indonesia. Giờ đây, đội tuyển quốc gia nước này hoàn toàn có thể tung ra sân một đội hình hoàn toàn các cầu thủ nhập tịch. Cơ hội chen chân của những người thi đấu trong nước là gần như bằng không.